Rồi, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn thân mến. Buổi sáng hôm nay, Chủ nhật, chương trình có tiếp đón một chị đến từ xã Lê Minh Xưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chương trình xin chào chị. Chị có thể chào khán giả, cho khán giả biết tên tuổi của mình cũng như ngày tháng năm sinh chị. Và Phan Hồng Tế xin chào cộng đồng mạng và từ nước ngoài và tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Thì xin chào đây ở đến từ xã Lê Minh Xưng, khu công nghiệp Lê Minh Xưng. Và tên tuổi thì Phan, họ Phan, Phan Hồng Tới. Sinh 1964. Chị tới ha. Dạ. Chị tới sinh năm 64 là nay 59 tuổi. Dạ. 59 tuổi. Hôm nay chị tới đến với chương trình Mảnh ghép yêu thương. Tình trạng hôn nhân của mình sao chị tới? Dạ, cũng hết duyên nợ rồi, chia tay nay cũng 10 năm rồi. 10 năm là mình ly dị 10 năm nay rồi ha chị Dạ, tới. ly dị 10 năm rồi. Lúc mà hai anh chị còn ở sống chung với nhau đó, mình được mấy người con chị tới? Dạ, được ba người con, hai gái một trai. Nay chắc cũng yên bề hết là chị ha. Dạ, nay cũng có gia thất hết rồi. Đứa thì ở Lăng Le Bờ Cò, đi cũng đi buôn bán nhỏ lẻ. Còn thằng trai thì trai nhỏ nhất thì nó tài xế, rồi đứa thứ ba thì còn ở làm vuông dưới quê Cà Mau. Vậy là quê quê gốc của mình là ở Cà Mau hả chị? Tỉnh Cà Mau Tỉnh Cà nhưng Mau. mà ở Nam Căn. Ở Nam Căn Cà Mau. Rồi hôm nay chị tới đến với chương trình tụi em nè, chị tới muốn tìm cái nửa mảnh ghép yêu thương của mình đó. Chị muốn tìm cái mẫu đàn ông như thế nào chị? Giờ cũng như là mình cũng không có so sánh về tuổi tác gì, ăn thua cái duyên nợ. Và muốn cho và như hình thức là cũng như tướng tá thì cũng mình cũng không biết được, ví dụ duyên nợ tới đâu thì định tới đó thôi. Không, thí dụ như bây giờ cái tiêu chí của chị á là chị tìm cái mẫu người đàn ông, thí dụ như là có sự nghiệp hay không, rồi cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, rồi có những cái điểm tốt nào đó mà chị yêu cầu là tìm cái mảnh ghép cho mình đấy. Chỉ là trừ nhất ra là cờ bạc số má, còn như là nhậu nhẹt thuốc men đồ cái đó thì mình không có nghĩ gì cái chuyện đó. Mấy cái đó thì bình thường ha, Dạ, bình thường nhưng mà thôi. đừng có cờ bạc, đừng có chơi cái này chơi cái kia thôi. Dạ, đừng có cờ bạc số má, cá độ đá bóng đá banh đồ vậy thôi, chỉ biết là lo bằng ăn, với là chỉ cần là biết thương yêu thì chăm sóc lẫn nhau thôi, chỉ cần vậy thôi. Còn như chiều cao hay là mập ốm gì đó là bình thường, sao cũng được, miễn là có cái tình thương rồi, rồi ăn nói chững chạc thôi, đừng có nói xàm nói đế, chỉ cần vậy thôi. Như giờ chị muốn kiếm cái mảnh ghép của mình là độ tuổi khoảng tầm bao nhiêu chị? Tuổi thì cũng đừng nhỏ quá thôi, trên là chừng 5 tuổi, dưới 5 tuổi, trên 5 tuổi vậy thôi. Có nghĩa là nhỏ tuổi hơn chị vẫn được đúng không? Nhỏ hơn thì có nghĩa là nhỏ chừng vài tuổi, Vài chứ tuổi. nhỏ quá thì cũng bồng bột lắm, mình cũng đã nếm nhiều cái đau thương rồi, thành ra mình không muốn nữa, muốn sao mà đi cho nó hết khoảng đời còn lại. Chị Nhỏ quá thì nó bồng bột quá. 59 bây giờ cỡ khoảng chừng 55, Dạ. đổ lên tới 65 được không chị? Dạ, 55 đổ lên 65 thôi. Là cỡ đó thôi ha. Dạ. Thì có mình phải nêu rõ cái quan điểm, cái tiêu chí của mình để mấy anh biết, mấy anh có thể sắp xếp liên hệ với mình, để nếu mà hợp á
thì hai người sẽ tiến đến với nhau. Đó, thì lên chương trình đây á, thì chỉ có những cái nỗi lòng, những cái gì của mình đó mình cứ trải ra, mình tâm sự để cho các anh thấy, hiểu rõ được cái hoàn cảnh của mình hơn, để khi đến với nhau á nó sẽ hòa hợp hơn, đỡ bỡ ngỡ hơn trong cái cuộc sống á chị. Dạ. Thì em cũng thấy đã trải qua rồi, cũng quá nhiều khổ đau rồi. Nhưng trước đó thì có ông xã cưới á, thì coi như là ổng cũng không có lo lắng gì được, mình cũng lo từ A đến Z. Dạ. Cũng quá khổ rồi. Thì bây giờ á là mình cũng chịu khổ đến ngày con nó nên gia thất hết rồi. Thì bây giờ mình muốn làm sao mà có một bờ vai để dựa vào khi mà tuổi già đau ốm rồi, thì sống chết có với nhau, rồi nâng đỡ với nhau. Ý mình thì mình muốn vậy, còn tuổi tác nhỏ quá thì sợ bồng bột thôi, chứ nói chung là cũng không có nghĩ gì là phân biệt gì về tuổi tác hoặc là phân biệt gì giàu nghèo. Yêu cầu mà mình biết lo mà ăn thì thôi. Ý là gì? Chỉ có cần cái mẫu người đàn ông mà để sau này ghép với mình á, có cần phải có sự nghiệp không hay là có tiền của gì không? Cái đó thì mình chỉ cần mà biết lo mà ăn thôi. Dạ, còn tiền của thì cái chuyện đó mình không có đặt thành vấn đề chuyện đó. Chỉ cần mà có sự thương yêu giúp đỡ lẫn nhau và biết lễ phép, biết ông bà. Chứ đừng có mà cái kiểu mà ăn nói rồi hồ đồ hoặc là nói giả nói dối là không thích gì, chỉ thích thiệt thòi thôi. Nói là thật sự với nhau thôi chứ còn giả dối là không thích, cho nên mới lên đến trên này. Chứ ở ngoài ở dưới thì coi như là thiếu gì, nhưng mà tại sao mà mình không ghét được là ở lý do đường đó, là sợ những câu nói là không sự thật. Mình đã gian dở, mình đã chịu khổ một lần rồi, thì bây giờ mình muốn làm sao mà mỗi ngày nó một lớn tuổi rồi, mình muốn sao là sống có sự nghĩa tình, yêu thương và biết láng giềng, để biết thương con thương cái, mặc dù nó ở xa, nó ở không ở chung với mình nhưng vẫn biết tôn trọng giữa hai bên, là chỉ cần vậy. Như nãy chị nói là trong cái hôn nhân của mình nó trục trặc, nó không có được hạnh phúc đúng không chị? Dạ. Bây giờ em hỏi chị một câu nó hơi tế nhị chút xíu ha. Dạ. Chị có thể cho quý vị khán giả cũng như các anh biết là cái vì sao cái cuộc hôn nhân của mình bị đổ vỡ không chị? Thì mình muốn nói là nói nhiều lên đây thì cũng không có được nói nhiều đâu. Người nói nhiều thì nó cũng không tốt. Dạ. Mình phải nói là nó hết duyên nợ. Với hai nữa, ông xã trước thì cũng không có lo mà ăn gì, nhưng mà cờ bạc số má thì cũng không có ném vào mấy chuyện đó nhiều, nhưng mà không có biết lo mà ăn, có lẽ là hết duyên nợ thôi. Mình gánh vác cũng rất là nhiều, mình cũng nâng đỡ cho chồng con nhiều lắm rồi, nhưng mà chẳng qua là nó hết duyên nợ thì chia tay, cũng ly dị đồ đâu đó hẳn hồi. À. Rồi trong 10 chia tay 10 năm đó tới nay đó chị, chị có quen được một mối tình nào khác không chị? Dạ, phần đó thì cũng có, nhưng mà chẳng qua là anh kia ảnh vắng số, thì ảnh bị tai nạn giao thông, thì rồi tôi cũng đưa ảnh về tới quê trốn đâu đó lo an táng đàng hoàng, rồi mới trở lên trên này. Năm nay cũng 3 năm rồi, 3 năm rồi sống vậy thôi. Bây giờ mình ngạn lớn tuổi rồi, thấy con cái thì nó cũng phải lo đi làm ăn, giờ thời buổi bây giờ dịch bệnh đồ nó khó khăn quá, thì con mình nó cũng bươn chải đi lo cuộc sống, cho nên mình mới sống một mình. Rồi thành ra thấy con cái nó ở xa xôi, rồi mình muốn tìm cái mảnh ghép và một cái bờ vai, một người đàn ông hiền hòa để là mình nương tựa, để bầu bạn với nhau, rồi đi buôn bán cái tàu về đêm nửa hôm ăn cơm một mình thấy nó buồn. Cho nên nó là thấy con cái nó cũng nói mẹ ở một mình, con cái thì nó là lo làm ăn xa xôi, khi mình cần chuyện nặng nhọc thì mượn con nó chút mà nó phải đi làm về nó mới làm được cho mình. Thì nó chạy cho mình tí chuyện nặng nhọc tí gì thôi, rồi nó cũng về lo con cái nó, rồi lo sự nghiệp cho con mình nữa. Chỉ là chị cũng gặp được một mối tình nữa, nhưng mà nó cũng không được suôn sẻ chị ha. Dạ. Ảnh bị tai nạn rồi chị đưa về quê tới nay luôn. Dạ, đưa về tới nơi tới chốn đàng hoàng. Rồi tới ngày giỗ đồ thì mình cũng làm mâm cơm,
Vậy Vậy đó là là anh đó bị tai nạn mất luôn hả chị? dạ bị tai nạn mất rồi ảnh cũng qua đời rồi, mình lo an táng cho ảnh xong xuôi rồi thì bây giờ nó trải qua cũng 3 năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ trong cái cuộc sống hàng ngày nè, ở trên chị ở trên khu công nghiệp Lê Minh Xuân phải không? Dạ. Thì bây giờ công việc hàng ngày của chị là gì chị? Buôn bán nhỏ lẻ. Dạ, buôn bán nhỏ lẻ ha. Dạ. Rồi cuộc sống mình mua bán vậy nó có thoải mái không chị? Nói chung là sống cũng được, cũng nếu mà sống mình thì cũng thoải mái. Dạ. Nếu dạ. Thêm mình nữa có thoải mái không? Thêm mình nữa thì cùng nhau thì mình lo làm ăn thôi, chứ cũng bây giờ mình với nữ mà mình đâu có đủ sức mà để lo cho tới người đàn ông chỉ chăm sóc rồi nội trợ thì được. Dạ. Dạ. Có nghĩa là về phải chung tay với nhau ha. Dạ đúng rồi, về dạ. Phải chung tay. Đúng rồi. Tuy rằng là chị không đòi hỏi gì nhưng mà về cũng phải biết chung tay để mà xây dựng cuộc sống vậy ha. Dạ. Rồi ngoài cái công việc kinh doanh mua bán hàng ngày của chị, cái thời gian rảnh đó chị có làm thêm cái việc gì nữa không? Dạ không, như là cũng không có thời gian rảnh. Ví dụ như em đi bán là ví dụ như 3 giờ phải ra bán, nhưng mà buổi sáng là phải làm đồ. Dạ. Rồi là làm đồ ví dụ như là ở đây bán khô hải sản đó. Dạ, dạ. Rồi mình nướng tại chỗ. Rồi cái đó thì chắc sáng không có phải làm. Nhưng mà chẳng qua là như bánh xèo, bán khô rồi bánh xèo hột vịt lộn. Bánh xèo là buổi sáng á, mình phải làm nhân rồi làm thịt rồi làm tôm các thứ đồ chuẩn bị để 3 giờ 2 giờ rưỡi mình sẽ xào nhân xào đồ rồi xào sớm thì nó hư. Phải xào trễ như vậy. Rồi bắt đầu mình phải dọn ra cái xe mình kéo ra chỗ mình bán. Kéo rồi cũng không xa. Kéo qua đó thì 3 giờ mình soạn đồ ra, bàn ghế tất cả mình ra thì phải 4 giờ mới có đồ ăn. Mình bán cho tới 10 giờ rưỡi mình thu dọn giống như mình bày ra đó là cả tiếng đồng hồ. Thì 12 giờ mới vô tới phòng. Tới phòng thì mình ăn uống rồi mình ngủ nghe rồi phải 1 giờ. Tới giác mình ngủ cái ngủ trễ 7 giờ 8 giờ không chừng. Rồi thức dậy cái cơm nước rồi cái bắt đầu làm đồ nữa thì bắt đầu 3 giờ ra bán nữa thì tất nhiên là tối ngày cũng không có ở không. Dạ. Yeah. Mình thời gian mình nghỉ được một chút thì mình thấy ngủ nghe gì đó đặng mà tối mình đi bán nữa. Chị hiện thời trên khu công nghiệp Lê Minh Xuân đó là nhà của mình luôn hay là chỗ đó để mình thuê bán chị? Thì mình ở Cà Mau mình lên mình thuê, mình thuê phòng trọ mình ở. Yeah. Rồi mình thuê chỗ mình bán. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Còn ở dưới Nam Căn Cà Mau mình thì nhà cửa đồ nó ổn định ở dưới hết hả chị hả? Không ổn định, như là nói chung là ở dưới đó nhà cửa thì mình đi lâu quá rồi thành ra nhà mình cũng phải dỡ xuống. Yeah. Rồi đồ đạc mình đem gửi. Chứ chưa có xây dựng lại ha. Dạ chưa, mình ở trên này mình xây dựng dưới thì mất công mình giữ vừa vật là mình để lâu ngày á, phải chi mình có nhà tường đó thì để lâu được, còn cái này nhà tạm gì đó thì để lâu mối đồ nó ăn cũng hư hết à. Cái vỏ để xuống rồi gửi. Ở dưới đất đai vườn tược mình rộng không chị? Mình không có đất. Không có đất ha. Dạ. Chỉ có đất đủ cất cái nhà hả? Như là cất nhà thì mình mướn đất hoặc là mình ở nhờ gì đó. Dạ. Yeah. Mình lên đây thì mình phải nói thật. Rồi mình dỡ, khi mình đi thì mình dỡ xuống rồi mình gửi. Là khi mà chia tay với ông xã là chị dẫn các con của chị lên trên đây ở luôn hay là sao? Như là con nó lên đây nó tìm việc làm, thằng con trai với nhỏ thứ hai, còn nhỏ thứ ba thì nó ở dưới quê. Dạ. Yeah. Thì lên đây thì mẹ cũng mướn chỗ ở, con cũng mướn chỗ ở, làm thời gian khi nào nó có vốn thì về quê nó mua đất mua đai hay là nó về đó thì đất nhà nó ở, đất nó cũng nói chung là cũng nhỏ nhưng mà lên đây thì nó làm thì cũng tương đối sống được. Ngoài cái công việc hàng ngày của chị đó, chị có tìm một cái niềm vui gì không, ví dụ như là ngoài cái giờ rảnh rỗi rồi đó? Cũng như là lúc nào mệt nghỉ thì cũng đi chơi, đi quán hát với nhau đồ cho nó vui vậy thôi, đờn ca đồ vậy, tại chỉ có sở thích như thôi, thích là đờn ca đồ chơi vậy thôi, chứ còn là bài số tất cả là không tham gia vô đó từ hồi nào tới giờ luôn. Chị cũng thích đi hát. À, đi hát với nhau. Đi hát chắc cũng hát hay lắm ha. À, hát cũng nói chung là cũng tạm được. Bây giờ ví dụ như bây giờ chị có thể
hát cho quý vị khán giả nghe một đoạn trong cái bài hát nào, ví dụ chẳng hạn gì, tặng quý vị khán giả được không chị? Hát cũng được nhưng mà nó không có đờn được thì bây nó giờ mình không hát, không mình hay hát, thôi. Mình hát chay á. Cũng được, nhưng mà đi cũng hơi mệt, hát nó cũng hơi dở đó. Không sao, mình có cái tinh thần là được rồi. Mình gửi đến khán giả một chút xíu gì đó niềm vui chị ha. Mời chị. Dạ cũng được, hát cũng được. Nhưng mà mình không có, mình đi xa rồi hát nó cũng hơi hơi dở. Dạ không sao chị, cái này mình hát hay hơn là hay hát. Dạ. Như là cứ giống như là mình lên đây thì coi như các anh đó, là anh nào mà chọn ví dụ như là thích cái sở thích là hay đi hát thì có thể là giờ nào mình nghỉ mình không có làm đó thì đi hát với nhau, được đi quán hát thì cho nó vui. Giống như là đây tôi cũng có cái môn gì thôi chứ không có tham gia những cái gì hết. Số bài rồi cờ bạc cũng như bài tứ sắc hết, là cái này là không luôn, không gỡ vô, là chỉ có vậy thôi. Rồi mời chị có thể hát một khúc tặng cho khán giả. Nếu như hát á thì là cái không bản nào chị tâm đắc nhất? Dạ bây giờ nói chung là hát cũng đơn sơ thôi, mình hát một khúc thôi, trước đoạn Hàng Mặc Tử đi. Dạ ok mời chị. Và mà coi như là hát không đơn thì cũng hơi dở khán dạ, giả dạ. Và nghe cũng có gì thiếu sót thì cũng thông cảm. Hát trước đoạn Hàng Mặc Tử đi nha. Dạ dạ. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời âu thơ. Dạ, cứ bình tĩnh đi. Dạ hay hay mà. Được không, được không? Dạ, được, được không? Hay, tiếp, tiếp, tiếp. Hay lắm. Sao mà nó hơi hơi hồi hộp hình như là cũng bị quên á. Dạ dạ. Bài thơ tôi đợi tôi chờ, năm năm ơi con bây giờ là đây. Tôi để tôi mở điện thoại ra đó cho nó nhìn chữ để tôi quên đi. Chắc ăn. Mình xin lỗi đi, để mình mở cái điện thoại lên để thôi, đôi khi mình quên thì ca nó cũng kỳ kỳ. Mỗi ngày chắc giờ rảnh là chắc chị cũng đi, cũng thường tìm đến những cái hát với nhau để mình xả stress vậy ha. Dạ cũng đi. Nó cũng đó là cũng một cái cách để mà mình làm giãn cái thần kinh của mình đó chị. Để dạ mình, dạ. Karaoke trước đoạn Hàng Mặc Tử. Chị đừng có mở nhạc, chị tắt tiếng. Dạ, tắt tiếng. Mình chỉ lấy lời thôi. Mình chỉ lấy lời cho nó nhắc mình thôi, nhiều khi mình quên. Lâu quá không karaoke, bây giờ đa số là karaoke nhiều. Bây giờ bắt đầu mình làm lại ha. Giờ mình làm lại, mình xin lỗi khán giả, mình làm lại đi. Rồi mời chị. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời âu thơ. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới có bây giờ là đây. Để vô lớp và Trăng Thiên Tường. Yeah. Madden. Anh Tri
Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời chăm sóc yêu thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại Quy Nhơn và làm thơ ca tùng trăng vàng, trăng của quê hương vẫn nặng tình thương nhớ. Mà từ lâu bóng đời một cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời, chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Ôi nhân tình thế thấy là đây, và bên anh chỉ còn có một mai đình, người mà anh đã bỏ quên suốt cuộc đời đau khổ. Những chuỗi ngày còn lại anh cho em là hạnh phúc lắm rồi. Đó là niềm vui của cả cuộc đời. Em mới là người mang ơn sâu nghĩa nặng, anh nguyện tôn thờ suốt cuộc đời anh. Dạ xin hết. Cảm ơn giọng ca ngọt ngào của chị. Dạ. Thì mấy anh nghe được cái giọng ca ngọt ngào này thì nếu mà các anh nào thấy chị hát hay, hãy nhanh chân lên, nhanh tay lên, bóc điện thoại gọi đến chương trình để liên hệ với chương trình, để chúng ta tìm cái mảnh ghép yêu thương của mình nha, để đi đến cái cuối cuộc đời. Dạ. Dạ chị, rồi cái ngoài những cái yếu tố là chị không đòi hỏi ở cái người đàn ông là có tài sản tiền bạc, miễn sao biết yêu thương đến với chị, là biết chăm lo để xây dựng cuộc sống, đúng không chị? Dạ. Dạ, chị còn cần ở cái mẫu người đàn ông đó là phải có đất, có nhà là gì nữa không chị? Dạ, nếu có thì nó càng tốt cho đỡ cho cái cuộc sống của hai người. Dạ. Còn nếu như không có thì ăn thua cái duyên nợ và cái tình thương thôi, chứ mình không có đòi hỏi gì đó. Nhiều khi là cái duyên nợ nó mình cũng không muốn được hả chị ha? Dạ, ăn thua cái tình thương nha. Ví dụ như là có đất, có cát, có cơ sở, hoặc là có tiền, có bạc, nhưng mà cái tình nghĩa mà đối xử với một người bạn nữ mình không tốt thì nó cũng không có nghĩa lý gì. Yeah. Nhưng mà muốn là có một cái tình thương và hạnh phúc sống bên nhau, là vui muốn cũng có nhau là nó tốt nhất. Chứ còn tiền bạc thì đầu ngón tay mình tạo ra. Còn nếu có thì cho nó đỡ cho hai người. Nhà tuổi mình cũng nói chung là không phải là nói cao thì nó cũng không phải. Yeah. Nhưng mà tuổi này thì sức nó cũng yếu, chứ nó đâu còn được như lúc tuổi còn trẻ nữa đâu. Yeah. Nếu có được số vốn thì mình đỡ một chút, cả hai đứa nó đều đỡ khổ. Còn nếu không có thì cũng tình thương nó đến thì cũng phải mình tạo điều kiện, mình sanh sống, mình sống bằng cách lương thiện vậy thôi. Nó yeah. có gì. Rồi cái việc gì nữa nè chị, bây giờ cái anh đó nếu mà thật sự thương chị, ảnh muốn chị phải theo ảnh về nhà, ảnh chị cảm thấy thế nào? Vậy nếu bên đó thì nó có sự nghiệp thì mình qua bên đó mình sống cũng được. Chịu đi ha. Dạ. Còn hoặc là bên đó nếu không có sự nghiệp thì bên này thì buôn bán nhỏ lẻ thì phối hợp với bên này sống cũng được. Thì về với chị. Dạ cũng được. Vì hoặc bên đó là nếu như có tiền thì nếu sống
điều kiện như ở phố thị không được thì về quê mình mua chỗ, hoặc là mình mướn, hoặc là mình tạo điều kiện mình sống cũng được, chỗ nào cũng được. Bên đây thì cũng nói chung là nó cũng không có vướng bận con cháu gì, tại vì nó cũng lớn hết rồi, rồi đứa nhỏ thì nó ở với mẹ cha nó rồi, nó cũng không có gì vướng bận, nó cũng dễ đó. Em thấy chị hát hay á, chị hát vậy là chứng tỏ là mình cũng có thường đi giao lưu đờn ca tài tử rồi, rất là thoải mái rồi đúng không? Tinh thần rất là sảng khoái. Nhưng những cái âm nhạc đó chị, nó làm cho mình trẻ ra. Nó bớt căng thẳng đi trong cái cuộc sống bộn bề chị ha. Thôi thì hôm nay nãy giờ hai chị em mình cũng đã trải bài cái tâm sự để cho khán giả, bà con cộng đồng trong như ngoài nước biết được cái nỗi lòng của chị, và cái mảnh ghép sẽ tìm đến để kết nối yêu thương với chị đi hết cái quãng đời còn lại sau này. Thì chương trình cũng sẽ cố gắng hết sức tìm cho chị một cái mảnh ghép phù hợp để cho anh chị về với nhau, để xây dựng hạnh phúc cho cái quãng đời còn lại. Tụi em cũng cầu chúc là sẽ sớm tìm được cái mảnh ghép cho chị ha. Và trước khi kết thúc chương trình, chị có đôi lời gì với khán giả cũng như cái mảnh ghép sắp tới của mình không chị? Dạ, kết thúc chương trình thì ở đây cũng cảm ơn tất cả cộng đồng mạng và ai có xem cái chương trình này, thì cũng có một lời chúc sức khỏe và làm ăn phát tài và dồi dào sức khỏe, rồi một ngày mới sẽ vui vẻ và trẻ mãi. Chị lên chương trình tụi em chị thấy có rung không? Có đôi khi cũng khớp cũng rung. Nhưng mà bây giờ chị thấy sao rồi? Hả? Bây giờ chị thấy sao rồi? Thấy cũng vui vẻ bình thường mà. Thấy tụi em làm việc chị thấy có vui không? Dạ, cũng vui. Cảm ơn chị. Chị cũng cho tụi em xin phép chị là sẽ đưa hình ảnh của chị lên mạng xã hội. Chị có cho phép tụi em không? Dạ, thì đã lên đây thì phải lên mạng xã hội rồi. Rồi, cảm ơn chị. Thôi thì tụi em cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến chị đã tin tưởng chương trình đến đây để giao lưu cho bà con cộng đồng mạng, cũng như là cái mảnh ghép chị sẽ tìm tới đây. Tụi em xin chân thành cảm ơn chị. Và trước khi kết thúc chương trình, tụi em cũng xin gửi lời chào thân thương đến quý vị khán giả. Chúc quý vị có một ngày nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong sự nghiệp. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chị em cũng xin chào.